Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa ban cho chúng ta trong việc chúng ta học hỏi lời của Chúa. Lời của Chúa có một sức mạnh rất là lớn, có thể đem lại cho chúng ta sự biến đổi, trang bị cho chúng ta, sửa trị chúng ta, bẻ trách chúng ta để chúng ta được sắm sẵn để làm những việc lành mà Chúa ngài dành ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa thì chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này thông báo cho Hội Thánh là chúng tôi được biết tin mẹ của anh Đặng Thành Cuộc qua đời trưa hôm qua ở tại Việt Nam. Chúng ta có cơ hội thì có lời phân ưu với anh Cuộc, hiện tại thì cùng với vợ đã ở Việt Nam và về kịp để chăm sóc cho bà trong những ngày cuối và đang có mặt ở tại đó. Chúng tôi xin thông báo điều đó với quý bạn chị em. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong một loạt bài mà tôi tin rằng rất là phước hạnh. Cá nhân tôi mỗi lần học về, đọc lại về cuộc đời của tiên tri Elise thì tôi được khích lệ rất nhiều. Vì chúng ta biết rằng là ông có một cái môn học ở trong việc chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, đó là những cái hình bóng. Thì ông là hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ. Các phép lạ ông làm thì chúng ta thấy nó có trong chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Ông quá thức ăn ra nhiều, ông gọi người chết sống lại. Ông làm những phép lạ mà chúng ta thấy rằng rất là kỳ diệu. Từ khi ông được sự kêu gọi và dấn thân đi theo sự kêu gọi của Chúa, cũng như cái nét mà tuần tới chúng ta sẽ học, đó là ông khao khát muốn được Thánh Linh của Chúa làm việc ở trên cuộc đời của ông để trang bị cho ông cái điều cần thiết để ông có thể phục vụ một cách hiệu quả. Tiên tri Elise, một con người, một tiên tri, có thể nói rằng là hình ảnh của dấu kỳ phép lạ và quyền năng. Ông cũng có những cái nét rất đặc biệt. Có những lúc cứng rắn thì ông cứng rắn, và có những lúc ông rất là nhẹ nhàng với những người có nhu cầu ở trong đời sống của họ. Chúng ta hôm nay sẽ học về một cái người quá phụ sắp mất hai con trai của mình vào tay chủ nợ. Bà có một cái năng đề rất là lớn mà bà thấy dường như là bế tắc. Bà đã chạy đến với tiên tri của Chúa kêu cứu, và bà đã kinh nghiệm được một cái phước hạnh mà Chúa ngài ban cho, mà hôm nay chúng ta có thể đặt tên cho sứ điệp này, đó là sự tiếp trợ tuyệt vời Chúa ngài ban cho. Hôm nay chúng ta đang ở trong tuần thứ tư của loạt bài của tiên tri Elise. Chúng ta còn nhớ bài đầu tiên chúng ta đã học về cái giây phút Elise được sự kêu gọi. Thì ông đã bày tỏ một cái sự dấn thân rất là đặc biệt. Ông chẻ cài của mình làm củi, giết con bò mà đã dùng để kéo cài đó, làm một cái bữa tiệc để ông đãi những người phục vụ ở trong gia đình của ông, và gia đình từ giã cha mẹ để ông có thể đi và đeo đuổi cái sự kêu gọi mà Chúa đã dùng tiên tri Eli để gọi ông. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã thấy một cái sự dấn thân hết sức là dứt khoát, và Chúa ngài đã ban phước vì ngài kêu gọi một người đang bận rộn làm việc, và ông đã đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa một cái hết sức là tuyệt vời. Tuần thứ hai chúng ta cũng đã học về một cái hình ảnh hết sức là đặc biệt, đó là khi chúng ta làm cái phần của mình. Nếu chúng ta chịu đào mương, chúng ta chịu đào hồ, thì Chúa ngài sẽ mang nước đến. Có những điều mà chúng ta thấy suốt ở trong Kinh Thánh nói mà nhiều khi chúng ta quên, đó là chúng ta có cái chỗ mà Chúa cho chúng ta đóng góp vào để cái phép lạ của Chúa khi xảy ra đó chúng ta được phước. Khi lời của Chúa hướng dẫn cho ba vua làm việc cùng với lại quân lính của mình, đó là phải đào những cái mương, những cái chỗ chứa nước. Mặc dù lời của Chúa báo trước rằng sẽ không có mưa, nhưng mà Chúa ngài sẽ làm cho các mương nó đầy nước. Và bởi sự vâng lời của họ, chúng ta thấy rằng sáng hôm sau thì nước đã đầy tất cả các cái mương đó. Dạy chúng ta một bài học là chúng ta không ngồi yên một chỗ và chúng ta chờ đợi phép lạ Chúa làm, vì có rất nhiều trường hợp Chúa muốn chúng ta làm cái phần của mình. Chúng ta đem cái chỗ đóng góp của mình vào thì Chúa ngài sẽ làm phần của ngài. Và đa số không phải là chuyện lớn, mà Chúa ngài đòi hỏi nơi chúng ta cái lòng tin cậy Chúa một cách trọn vẹn thì Chúa ngài làm công việc của ngài. Thử hình dung nếu các vua và những người lính đó họ phân bua với Chúa, nói rằng chúng tôi đang khát nước, chúng tôi không có nước uống, mà giờ ở cái nơi đang nóng bức không có nước này mà còn bắt chúng tôi phải đào mương, đào rãnh, đào hồ, thì việc đó sẽ làm cho cái cơn khát của chúng tôi càng khát hơn, tình trạng nó sẽ tồi tệ hơn. Nhưng họ không lập luận theo lý trí của người, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng họ đã làm. Và tôi tin rằng họ cũng không đào được bao nhiêu đâu, bởi vì cái thì giờ mà họ có được không có bao nhiêu, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài đã làm đầy tất cả những gì họ đã đào được, và Chúa ngài đã cứu sống ba đạo quân này một cách hết sức là đặc biệt ở trong phước hạnh mà Chúa ngài ban cho, trong ơn của Chúa. Tuần thứ ba chúng ta đã học về việc hết sức là quan trọng
Đó là chúng ta tìm lại cái nét sắc bén của đời sống thuộc linh của chúng ta. Tìm lại cái lưỡi rìu ở trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì bất cẩn mà một học trò của các tiên tri đã không nắm bắt được cái dấu báo cho biết là lưỡi rìu sắp rớt ra khỏi cán. Thì chúng ta là những người lớn lên ở tại Việt Nam, chúng ta đã từng xài búa, xài rìu để đốn cây, chúng ta biết điều đó. Trước khi cái lưỡi rìu nó bay ra, nó bị xúc cán, thì nó đã bị sụp xịt rồi. Chúng ta cần phải để ý, có những lúc đời sống tâm linh của chúng ta nó bắt đầu nó sụp xịt rồi đó. Chúng ta thấy nó không có ổn nữa. Hồi trước thì mình nóng trái cho Chúa, bây giờ mình thấy nó lặng ngắt rồi. Hồi trước là mình nhạy bén với tiếng phán của Chúa, bây giờ sấm sét nổ mình cũng không nghe. Và có nhiều khi được trực diện lời của Chúa đến thẳng nói với chính mình mà mình cũng không chịu nghe, vì mất đi cái nét sắc bén. Mình đã sống như thế nào để rồi cuộc đời của mình đã đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, như hội thánh của Chúa mà Chúa Ngài phải gõ cửa. Hội thánh của Chúa, ai mà nghe tiếng Chúa gõ mở cửa cho để Ngài vào, để thông công với người đó, để ăn tối với người và người với ta. Thì có những lúc ở trong đời sống của chúng ta cũng có thể ai đó ở tại đây nghe điều này nhắc nhở chúng ta là chúng ta đã bận rộn và nhung những thứ khác mà chúng ta đã đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay nếu chúng ta lắng nghe cái sứ điệp mà chúng ta được nhắc nhở, thì có thể Chúa Ngài đang dùng sứ điệp đó để gõ cửa lòng của chúng ta, với chúng ta rằng con hãy để ta trở vào ngồi ở trên ghế cai trị của tấm lòng và đời sống của con. Hãy nhớ mình đã sa sút từ đâu và làm lại những công việc của ban đầu. Còn bằng không thì Ngài sẽ cất khỏi trên đèn và chúng ta sẽ mất hết tất cả. Thì xin Chúa Ngài thương xót và giúp đỡ cho chúng ta. Ở tuần rồi chúng ta tạm ngưng cái loạt bài của tiên tri Lyce trong góc cạnh chúng ta học những điều mà Chúa dùng ông làm. Để chúng ta học từ một cái góc cạnh của người nữ Sunem. Bà bởi đức tin một cách hết sức là mạnh mẽ ở trong Chúa. Để bà có thể được phước. Và bà đã thấy người nhà của mình, con trai của mình được ban cho, rồi khi thử thách đến đứa trẻ chết, bà đã nhận được con của mình bởi cái lòng tin của bà đặt nơi Chúa một cách trọn vẹn. Và Chúa Ngài đã ban phước ở trên đời sống của bà, vì bà luôn dành chỗ cho Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Bà luôn dành chỗ cho Đức Chúa Trời có chỗ để có thể làm việc ở trong đời sống của bà. Nên chúng ta cảm ơn Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ học một bài học mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều sẽ được giúp đỡ. Nhưng mà đặc biệt, tôi tin rằng cái sứ điệp này dành cho những người đang ở giữa chúng ta, đang cảm thấy choáng ngợp, đang thấy rằng có quá nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta, đến độ chúng ta không biết mình phải xoay chuyển cách nào. Chúng ta đang ở trong cái thời giờ có cần, và chúng ta đang ở trong cái thời giờ mà tiếng Anh dùng cái chữ là chúng ta đang chạy xe mà cái bình xăng nó đã hết. Chúng ta biết rằng xe của chúng ta sẽ dừng lại nếu không có một cái sự đông đầy trở lại, nếu không có một sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần cái sứ điệp này để xây dựng đức tin của chúng ta và giúp đỡ chúng ta trong lúc có cần trong đời sống của chúng ta. Anh chị em, có những trường hợp, có những hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng khi người Mỹ thì họ dùng cái câu đó là khi mà mưa đó thì nó đổ xuống như thác nước. When it's rain, it's pouring. Thì chúng ta thấy rằng người Việt của chúng ta là cái câu là quả vô đương trí, tức là nó đến nó không có đến một mình, mà thường nó đi cặp theo. Sách Gia Cơ thì cho chúng ta thấy rằng sẽ có những lúc ở trong đời sống của chúng ta cái thử thách trăm bề, không phải là tứ bề mà nó là trăm bề, nó thoạt đến với chúng ta. Trong cuộc đời chúng ta sẽ có những giây phút như vậy. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta nghe điều này và chúng ta chuẩn bị. Và thứ hai là nếu chúng ta đang ở trong thì chúng ta bắt lấy những nguyên tắc này để chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chu cấp, sự tiếp trợ tuyệt vời từ nơi Chúa để chúng ta có thể thoát ra được, mà lại được phước khi chúng ta làm theo lời của Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nhìn thấy mình thiếu thốn, nhìn thấy mình như là những cái lọ, những cái bình bây giờ không còn cái gì trong đó hết, vét hết rồi cũng không còn cái gì, và chúng ta cảm thấy như có nhiều thứ và nhiều lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta, thì xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta nhớ sứ điệp này bằng cách mà chúng ta trở lại với đoạn kinh thánh này. Ngày hôm nay chúng ta cùng học với nhau trước Các Vua thứ nhì chương 4 từ câu 1 cho đến câu số 7, nhưng mà chúng ta cùng xem hai câu đầu trước. Lúc ấy có vợ của một trong số môn đồ của các nhà tiên tri kêu cứu với Elise: chồng tôi là đầy tớ ông đã qua đời. Ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. Elise nói với bà: tôi có thể giúp gì cho bà đây? Xin cho tôi biết trong nhà bà còn có gì không. Bà thưa: tớ gái ông chẳng có gì trong nhà trừ một bình dầu nhỏ. Hai câu kinh thánh này chứa đựng rất là nhiều những cái nguyên tắc cần thiết để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự tiếp trợ tuyệt vời từ nơi Chúa.
cũng như chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng để đem lại sự tiếp trợ cho những người có cần ở trong đời sống của chúng ta. Một lần nữa chúng ta thấy ở đây, Kinh Thánh không cho chúng ta biết tên của người phụ nữ này, người đàn bà quá này. Vì cái gương của bà và cái phép lạ của Chúa là việc chính. Rất là nhiều người ở trong Kinh Thánh kinh nghiệm được những điều rất là lớn lao, nhưng mà Chúa giấu tên họ. Chỉ cho chúng ta biết về cái kinh nghiệm của họ. Bởi vì Chúa muốn chúng ta tập trung vào những điều quan trọng. Truyền thống của Do Thái giáo thì cho chúng ta biết rằng đây là có thể là vợ của tiên tri Abdia, là người viết một quyển sách nhỏ. Có ai biết rằng Kinh Thánh có sách Abdia không? Đúng rồi, bởi vì có nhiều người chưa bao giờ đọc Abdia. Một chương thôi. Và lời tiên tri của ông rất là mạnh mẽ. Ông là vị tiên tri mà Chúa Ngài dấy lên để nói tiên tri nghịch lại với dân Edom. Chúng ta biết Edom là hậu tự của anh của Gia-cốp. Thì họ nhảy múa vui mừng khi ngày mà dân sự của Chúa, tuyển dân của Chúa Israel bị tấn công. Và khi đất nước là con cháu của, kể như là em họ của họ, con của Gia-cốp, Israel, thì bị tấn công, gặp những sự khó khăn, thì họ đã nhảy múa vui mừng. Đó là lý do mà tiên tri Abdia đã có những cái lời tiên tri nghịch lại với Edom. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây những chi tiết trong Do Thái giáo cho chúng ta biết rằng nếu đây là vị tiên tri tên là Abdia, thì ông là người đã nuôi ở trong nhà của mình 50 tiên tri của Chúa. Chúng ta thử hình dung ở trong nhà của mình mà có thêm 50 miệng ăn, thì chắc chắn là Abdia đã phải sử dụng và lấy hết tất cả những nguồn lực của mình để có thể chăm sóc cho các tiên tri. Vì chúng ta biết rằng ở trong những cái giai đoạn khó khăn đó thì Abdia đã đáp ứng nhu cầu của các tiên tri khác. Và nếu thật như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta không lấy làm lạ vì gia đình của ông gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Và trong thời bây giờ cũng vậy. Tiên tri của Chúa trải qua những cái ngày tháng mà sống ở dưới những cái triều đại của các vua đã bỏ Chúa, đã không còn kính sợ Đức Chúa Trời đó, thì họ gặp rất là nhiều sự khó khăn trong cuộc sống. Họ phải đối diện với những cái người gọi là không thích nghe những lời tiên tri nghịch với họ. Tiên tri nào mà nói giống như vuốt đuôi họ đó thì họ thích lắm. Nhưng mà tiên tri nói nghịch lại, như chúng ta biết rằng tiên tri Jeremy, thì họ đã bắt bớ ông và ném ông xuống ở dưới giếng nước và gây rất nhiều sự khó khăn. Các tiên tri gặp nhiều sự chống đối và nhiều khi phải bỏ trốn, cố gắng sống sót. Vì vậy thì đời sống của họ có thể là sẽ gặp rất là nhiều những cái thiếu kém ở trong cuộc đời của họ. Vì vậy khi chúng ta hình dung điều này, chúng ta thấy người quá phụ này, chúng ta có thể đoán là bà trên 30 đến 35 tuổi. Bởi vì mất chồng, mà bây giờ thì những người chủ nợ, vì bà không có tiền để trả nợ, đang lùng tìm để bắt hai đứa con trai của bà, bắt nó làm nô lệ, để trừ cái tiền mà bà và gia đình đã thiếu họ. Mà khi một người bị bắt làm nô lệ, thì phải đến năm gọi là năm hân hỷ, thì mới được thả tự do trở lại. Như đất đai cũng như trả trở lại nguyên chủ. Thì chúng ta không biết là lúc đó là nó nằm năm thứ mấy so với lại năm hân hỷ. Thì như vậy là bà này vừa mới mất chồng, bây giờ có tiềm năng mất luôn hai đứa con trai của mình. Nếu cái hoàn cảnh như vậy mà nó xảy ra thì người đàn bà trong xã hội thời bây giờ đang rất là bế tắc, tuyệt vọng. Bà không thể nào xin việc làm được ở bên ngoài. Bà cũng không được giao tiếp với lại những người ngoài bởi vì không có ông chồng lên tiếng giùm cho mình. Bây giờ con trai của bà là những người có thể quyền huynh thế phụ, hay là những người có thể làm những người đàn ông trong gia đình để chăm sóc bà đó. Bây giờ cũng sắp sửa bị bắt làm nô lệ luôn. Nên hoàn cảnh của bà rất là bế tắc. Bà đi đến một cái mức độ mà chúng ta thấy rằng bà phải chạy đến với tiên tri của Chúa, mà bà không phải chỉ đến và nói chuyện thường. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bà đã đến và bà nài xin, nói đến một cái cấp bách, nói đến một cái nhu cầu quá lớn, bà phải đến và kêu xin tiên tri của Chúa giúp đỡ cho bà. Ở trong hoàn cảnh hết sức là khó khăn, ở trong hoàn cảnh bế tắc như vậy, thì chúng ta thấy rằng nói theo con người đó, bà không còn một cái hy vọng gì cả. Không còn một cái gì để có thể bám víu. Nhưng cảm ơn Chúa, bà đã biết chạy đến với người của Đức Chúa Trời. Ông là một cái trung gian, là một cái gạch nối để bà có thể nhờ cậy sự cứu giúp của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời. Bà biết tiên tri Lê Sê là người của Chúa, như người nữ Sunem mà chúng ta đã học ở trong tuần rồi, đến để nhờ tiên tri của Chúa giúp đỡ cho mình.
Khi nói đến cái sự khó khăn của người đàn bà này, thì tôi nhớ luôn và nhắc nhở chính mình. Có nhiều khi chúng ta đối diện với những vấn đề trong đời sống mà chúng ta, tôi tạm gọi nó là những vấn đề nhỏ ở trong cuộc sống. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ khiến cho những cái vấn đề nhỏ, những cái nan đề nhỏ đó trở nên rất lớn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cẩn thận, đừng để mình rơi vào trong tình trạng đó. Có nhiều khi cái những chuyện nó không có đáng mà chúng ta lăn ra, chúng ta nằm dài với Chúa, chúng ta làm đúng mọi thứ. Và nhiều khi chúng ta sướng quá, chúng ta quên. Chúng ta được phước của Chúa nhiều quá, ở trong hồ thánh đầy ơn, đầy phước của Chúa. Để chuyện gì nhỏ xảy ra một chút thì chúng ta cũng la ầm lên. Thí dụ như cái hệ thống định vị GPS của điện thoại, nó dẫn đường chúng ta đi nhầm địa điểm, là lúc đó chúng ta muốn ném cái điện thoại xuống đường để cho nó bể, nó vỡ. Tại sao nó tệ như thế, nó dắt mình đi sai chỗ như thế này. Hay là chúng ta ngồi ở trong tiệm ăn và người bồi bàn mang thức ăn ra không đúng theo như chúng ta đã gọi cái món ăn. Chúng ta bực mình, chúng ta la làng. Thực tế rằng có rất là nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thật sự đối diện với những cái trình độ, những cái mức độ của sự khó khăn rất là lớn. Và có thể nó đang diễn ra ngay bây giờ. Cho nên xin để ý những điều chúng ta học ở trong ngày hôm nay. Có thể hôn nhân của bạn hầu như không còn có một chút hy vọng nào để được cứu vãn. Bạn không biết là mình liệu có thể vượt qua được hay không. Vợ chồng bây giờ trong nhà không còn nói chuyện với nhau được. Có nhiều khi nói qua cửa tủ lạnh. Thức ăn nấu xong rồi ai đói xuống ăn. Họ nói chuyện với nhau bằng cái cửa tủ lạnh, viết nốt dán lên trên đó. Không còn có cơ hội để ngồi lại để nói chuyện được nữa. Bởi vì một chuỗi của những ngày, ông nói một đàng, bà nghe một nẻo. Rất là bế tắc. Hãy nhớ một điều, Chúa có thể can thiệp vào và giúp đỡ cho chúng ta. Có ai đó, chúng ta bắt được một cái hung tin, chúng ta thấy được ở trên điện thoại, người bạn đời của chúng ta đã phản bội chúng ta. Đau đớn đến mức độ mình không biết phải nói cái gì. Là có ai đó, có một đứa con đang đi con đường sai lầm. Mà mình có tuổi đủ để mình biết rằng con đường này nó tiếp tục nó đi thì nó chỉ đến chỗ chết mà thôi. Nhưng mà không làm gì được. Vì quyết định của người con của mình nó hại nó mà mình không biết phải làm sao. Một số khác có thể đang ở trong một tình trạng về tài chính mà chúng ta không biết là làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra được những cái món nợ hay là những cái sự khó khăn mà chúng ta bị người khác họ đã lừa gạt chúng ta và lấy tiền của chúng ta, bây giờ không biết làm sao để lấy trở lại. Những căng thẳng như vậy làm cho chúng ta thấy ngộp thở và chúng ta không biết làm cách nào để có thể vượt ra được. Và như người khác về vấn đề sức khỏe, chúng ta hay người thân thương của chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ và bác sĩ cho biết trừ trường hợp có sự can thiệp từ nơi Chúa thì cái điều chúng ta không muốn nghĩ đến nó sẽ đến. Chúng ta ở trong cái chỗ rất là bế tắc. Nếu chúng ta đang ở trong cái nhu cầu lớn như vậy ngày hôm nay, tôi muốn kêu gọi anh chị em một ý tưởng chính của sứ điệp này. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta, nâng đỡ tinh thần của chúng ta để xây dựng đức tin của chúng ta. Là khi chúng ta không có điều chúng ta thật sự mong muốn, Đức Chúa Trời là điều thật sự chúng ta cần. Cho tôi nhắc lại, khi bạn không có điều bạn thật sự muốn, thì Đức Chúa Trời là điều bạn thật sự cần. Bởi vì Ngài có quyền để can thiệp vào. Và tôi thường chia sẻ với anh chị em, khi chúng ta có nan đề, chúng ta là đối tượng của phép lạ. Miễn chúng ta giữ lòng tin nơi Chúa và biết chạy đến với Ngài. Vì khi chúng ta có nan đề, khi chúng ta gặp sự khó khăn, Kinh Thánh ghi lại cho ta những con người này khi họ biết đem trình dâng lên cho Chúa và Chúa Ngài can thiệp vào thì phép lạ xảy ra, họ được cứu giúp và hoàn cảnh của họ được thay đổi. Cho nên khi bạn không có điều bạn thật sự mong muốn, Đức Chúa Trời là điều bạn thật sự cần. Chúng ta tiếp tục quan sát câu chuyện này để chúng ta thấy nó trở nên sống động đối với chúng ta. Người phụ nữ này đang có một cái nhu cầu rất là lớn và bày tỏ nhu cầu của mình với tiên tri Lise. Và tiên tri Lise đã làm gì anh chị em? Trước tiên cho tôi nói những điều mà ông không làm. Điều ông không làm là ông không nói: "Ô chị ơi,
Đó là một vấn đề rất là tồi tệ, hoàn cảnh của chị tệ lắm, khó khăn quá. Rồi ông bỏ đi. Ông không xoay lưng trước nhu cầu của bà ấy. Như những người nói với chúng ta những câu mà chúng ta biết nó chỉ là sáu ngữ mà thôi. Khi biết tôi có những sự khó khăn trong đời sống, họ đến và nói rằng tôi nhớ đến mục sư. Nhớ không nó giúp ích gì được. Khi tôi nghe những người nói như vậy thì tôi biết rằng họ chỉ nói để tránh cái giây phút ngột ngạt mà họ gặp mình, vì họ biết mình có nhu cầu. Nhưng mà tôi rất là trân quý những con người tôi nhớ đến mục sư, và tôi sẽ tha thiết cầu nguyện cho mục sư. Đó là một điều có lợi ích. Tôi khuyến khích anh chị em điều này là điều có thể làm cho cuộc đời của chúng ta đầy ý nghĩa. Điều mà tiên tri Elisê đã làm. Ông sẵn sàng cho bà này thấy cái điều này ở trong Các Vua chương 4 câu số 2 chúng ta xem lại. Elisê nói với bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây? Xin cho tôi biết trong hoàn cảnh của bà như vậy, thì cho tôi biết tôi có thể giúp gì cho bà đây. Tôi khuyến khích hội thánh của Chúa, để anh chị em muốn đời sống của mình đầy ý nghĩa và phước hạnh của Chúa, hãy sống với thái độ này. Khi chúng ta thấy một cái nhu cầu, chúng ta nghe một người cùng sở làm, một người ở trong khu xóm của mình, người ở trong trường học với mình, chia sẻ với mình về cái nhu cầu của họ, thì cái đáp ứng của chúng ta hãy là tôi có thể giúp gì cho bạn. How can I help you? Anh chị em muốn, chúng ta muốn có sự tạo nên sự khác biệt trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Đời sống của chúng ta ngập tràn sự vui mừng. Hãy chọn sống với thái độ này. Đứng trước một người có nhu cầu, chúng ta hãy nói với họ, tôi có thể giúp gì cho bạn? Và công việc của chúng ta là mỗi ngày hãy bắt đầu cầu nguyện với Chúa như thế này. Chúa ơi, con sẵn sàng làm đại diện của Ngài. Bất cứ lúc nào có nhu cầu, ngay cả khi con không thể trực tiếp đáp ứng được nhu cầu đó, con muốn trở thành cầu nối để phục vụ người này. Và đây là thái độ chúng ta cần sống. Đức Chúa Trời Ngài đặt để chúng ta ở lại trần gian này. Và Ngài cho chúng ta sống ở giữa những con người nhu cầu của họ rất nhiều. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta là những người đại sứ của Chúa. Chúng ta là những người được Chúa Ngài sai phái. Chúng ta là những người được Đức Chúa Giê-xu Ngài đến với hội thánh của Ngài và Ngài công bố điều này. Trong Ma-thi-ơ chương 28 bắt đầu câu số 18 cho đến câu số 20. Hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Hãy đi! Ngài sai phái chúng ta đi ra trong thẩm quyền đó, trong quyền năng đó. Phía sau chúng ta là một Đức Chúa Trời, là một vương quốc, mà tất cả những gì con người chúng ta cần, Chúa có tất cả. Đức Chúa Giê-xu là câu trả lời cho tất cả những nan đề của loài người chúng ta ở trên quả địa cầu này. Chúng ta là những người được Chúa Ngài ban ơn, Ngài sức dầu, Ngài cho chúng ta thẩm quyền, Ngài trang bị cho chúng ta tất cả những mọi sự để chúng ta có thể trả lời và hỏi những người có nhu cầu rằng tôi có thể giúp được bạn điều gì. Đó là lối sống mà Chúa muốn chúng ta, vì Đức Chúa Trời Ngài muốn tìm những cái ống dẫn để phước của Ngài có thể đổ xuyên qua cuộc đời của chúng ta mà đáp ứng nhu cầu. Đức Chúa Trời, có một tôi tớ của Chúa nói rằng Ngài rất thương những người nghèo, bởi vì rất là nhiều người nghèo đang sống ở trên đất này. Và Chúa Ngài đến để trong sự sức dầu của Chúa, để tinh lành của Chúa được giảng ra cho những người nghèo, nghèo về tâm linh cũng như là nghèo về thể chất. Rồi nói Ngài có một kho chứa của tất cả những sự phong phú giàu có nằm ở trong tay của Ngài, và Ngài muốn tìm những đứa con, những người tin Ngài, đem và phân phối các phước hạnh đó. Ai tin sẽ được các dấu lạ này chạy theo. Cái chữ cặp theo, theo sao ở trong nguyên tác là hình ảnh tất cả những phép lạ này đó, nó sẽ lẻo đẻo đi theo chúng ta để nó yểm trợ chúng ta. Ơn của sự chữa lành, ơn của sự giải cứu trong quyền năng của Chúa, trong phước hạnh của Ngài, để chúng ta đi đâu chúng ta hé mở cánh cửa, mở cổng bằng cách xin phép họ, tôi có thể làm gì cho bạn. Và khi họ nói lên cái nhu cầu của họ, chúng ta có thể vận động quyền năng của thiên đàng để đáp ứng nhu cầu đó. Đó là điều Chúa Ngài muốn chúng ta sống.
Nhiều con cái Chúa tin Chúa rồi, mình được phước của Chúa, mình cứ ôm, gom hết, và hãy Chúa cho thêm để Chúa hỏi đen chi con. Nhớ nguyên tắc của nước của Đức Chúa Trời chúng ta đã học rất là nhiều trong những ngày qua. Trung tính trong việc nhỏ, Chúa ngày sẽ giao chúng ta việc lớn hơn. Xin Chúa cho chúng ta bắt đầu sống một cái sống rời rộng, sống có sự ban cho. Bắt đầu mỗi ngày chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho con. Hôm nay con muốn làm đại diện Chúa, con muốn làm đại sứ của nước Đức Chúa Trời như Chúa ngày đã định cho đời sống của con. Xin ban phước để khi con gặp những nhu cầu, nếu con không thể trực tiếp đáp ứng được, xin cho con làm cái gạch nối của sự cầu nguyện để Chúa ngài có thể đáp ứng nhu cầu của con. Con muốn giữ phần vào trong công việc, làm nguồn phước cho những người lân cận của con. Khi chúng ta tại văn phòng làm việc, có người bạn cũng sẽ làm với chúng ta, trình bày với chúng ta, tôi có vấn đề. Hay là có người khác, tôi bị chứng đau đầu. Chồng của tôi đang làm tôi phát điên lên được. Con của tôi sắp đi đến chỗ cùng đường. Tôi có thể giúp gì được cho bạn? Chúng ta đừng xua đuổi những ý tưởng đó ra, chuyện này mắc mới gì đến tôi. Tôi đâu phải là mục sư, tôi đâu phải là một cái người cố vấn, tôi không phải là người có thể tư vấn được, tôi cũng không phải là người cố vấn về tài chính. Tôi không, anh chị em, chúng ta là những người có thể làm gạch nối để một tay chúng ta nắm Đức Chúa Trời quyền năng, một tay chúng ta nắm lấy người có nhu cầu, để bởi đời sống của chúng ta, quyền năng của Chúa có thể chạy đến và chạm đến cuộc đời của họ. Đức Chúa Trời đang tìm những gạch nối này. Chúng ta để ý tiên tri của Chúa. Ông xin Đức Chúa Trời, thần của Chúa đã cảm động ở trên thầy của ông như thế nào để cảm động trên ông gấp bội. Ông xin như vậy vì ông muốn làm nguồn phước. Chứ ông xin theo kiểu của nhiều người ngày hôm nay, xin Chúa đổ đầy quyền năng của Chúa trên con để làm gì? Để con cho mọi người biết là con quyền năng đến cỡ nào. Rồi sao nữa? Và tôi tin rằng Chúa, khi ngài tin chúng ta được để giao cho chúng ta, thì vấn đề quyền năng, vấn đề chúng ta có những gì mà chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh của chúng ta, Chúa sẽ đông đầy trên đời sống của chúng ta. Cho nên hãy làm cho mình sẵn sàng giống như Chúa Giê-xu đã làm. Ngài thấy nhu cầu, ngài đáp ứng nhu cầu đó. Xin Chúa cho để mỗi chúng ta sống với triết lý này. Khi chúng ta nghe một nhu cầu được trình bày, hãy hỏi họ để bước vào trong cái nhu cầu đó. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Cho tôi nhắc lại, không phải tất cả mọi thứ chúng ta đều có phương tiện và khả năng để có thể trực tiếp giúp đỡ cho họ. Nhưng mà nhớ một điều, chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Bởi lời cầu nguyện của chúng ta, Đức Chúa Trời ngài sẽ vận hành quyền năng của ngài. Và nhu cầu của người đó được đáp ứng vì chúng ta làm cái gạch nối duy nhất trong lúc đó mà họ có được. Sau đó tiên tri Lisi nói với bà một điều rất là sâu sắc. Ông tôn trọng phẩm giá của bà. Hãy cho tôi biết ở nhà của người có gì. Hãy nói cách khác, ông không đến với người quá bụa này với một thái độ tôi có tất cả câu trả lời cho bạn. Nhưng ông tôn trọng phẩm giá của bà khi ông nói hãy bắt đầu với những gì bạn có và để Chúa đáp ứng nhu cầu của bạn thông qua những gì bạn có. Vì chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy suốt Kinh Thánh nguyên tắc này được lặp lại rất là nhiều lần. Bà trả lời, tớ gái của ông chẳng có gì. Chẳng có gì. Anh chị em có thấy thú vị không? Khi chúng ta bị tổn thương, khi chúng ta ở trong sự thiếu thốn, thì tất cả những gì chúng ta thấy là những gì chúng ta không có. Và vì vậy chúng ta bỏ lỡ tất cả những phước lành mà chúng ta đáng có thể có. Tôi tin rằng điều này có ý nghĩa cho ai đó. Tinh thần của bạn đang suy sụp, bạn đang chán nản. Ở trong cái thiếu hụt, thì chúng ta chỉ tập trung vào những gì mình không có. Trong khi đó thì có những điều trong đời sống chúng ta mà có thể làm hạt giống, có thể làm một cái khởi nguồn để Đức Chúa Trời có thể can thiệp và cứu chúng ta. Tôi nghe có người nói tôi không có đủ tiền nên tôi không bao giờ có thể hạnh phúc được như những người khác.
Tôi nhắc nhở anh chị em, tôi biết rất là nhiều người có tiền nhưng mà họ không có hạnh phúc chút nào hết. Và cái tỷ lệ của những người có nhiều tiền mà tự tử chết đó, nhiều lắm. Nếu tiền là câu trả lời thì nó không thể là người ta lại có nhiều tiền mà lại chết như vậy. Kết liễu cuộc đời của mình như vậy. Có người khác thì nói tôi không có bạn đời nên tôi không thể thực sự có một cái cuộc sống ý nghĩa được nữa. Công sự chu cấp đặc biệt của Đức Chúa Trời. Ngài là cha của kẻ mồ côi và là chồng của người quá bùa. Cảm ơn Chúa. Có người khác thì nói nhà của tôi không đủ sạch đẹp nên tôi không thể tổ chức nhóm hội thánh đơn giản được. Vậy ý của họ muốn nói là Đức Thánh Linh của Chúa chỉ có thể vận hành ở trong cái nhà sạch đẹp, thảm đắt tiền hay là những cái gì đó sang trọng ở trong nhà. Không. Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh tự do hành động ở những nơi khao khát sự hiện diện của Ngài. Nếu Ngài có thể hành động làm việc ở trong chuồng chim máng cỏ, nếu Ngài có thể mượn cái thuyền đánh cá của Phi-e-rơ, nếu Ngài có thể sử dụng những cái đơn sơ, những cái không ra chi để có thể làm nên những việc lạ lùng, đừng giới hạn Chúa cho những điều mình không có. Hãy hầu việc Chúa đi, rồi Đức Chúa Trời Ngài sẽ cho chúng ta những điều không có quá là có. Tôi cũng từng biết có một số những phụ nữ bước vào trong cái tủ quần áo của mình, lấy tay lướt trên những quần áo từ đầu cho đến cuối, rồi nói tôi không có gì để mặc hết. Chỉ có đủ quần áo để có thể mặc cho một cái làng ở tại Việt Nam. Nhưng mà vẫn nói rằng tôi không có gì để mặc. Có nhiều quá quần áo đến độ không có gì để mặc. Đó là nan đề của chúng ta tại cái xứ này, phải không? Được phước nhưng mà không tận hưởng những gì mình có, chỉ mong có thêm cái mà mình mong ước. Chỉ bởi vì chúng ta tập trung vào những gì chúng ta không có. Xin Chúa cho để qua sứ điệp này chúng ta bắt đầu đảo ngược tình hình, để ý những gì mình đang có. Để có một câu nói khác của người Mỹ tới đây rất là hay: somebody trash can be somebody else treasure. Cái mà chúng ta cho nó là rác rến đó, đối với ai có nhu cầu đó, có thể nó trở nên là của quý cho họ. Cho nên thay vì mình tập trung vào những cái mình đang có, mình coi nó là rác rớm, thì xin Chúa Ngài cho để chúng ta biết sử dụng những điều đó, để chúng ta thấy những cái bình trống mà chúng ta đổ vào trong những cái bình đó. Tôi có thể giúp được cho bạn điều gì? Sống với thái độ đó, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Tớ gái của ông chẳng có gì trong nhà. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra trong lúc này là chúng ta làm gì khi chúng ta không có nhiều? Lời khuyên của chúng ta từ nơi câu chuyện này là đừng chờ đợi những gì bạn muốn, mà hãy bắt đầu làm việc với những gì bạn có. Người có gì trong nhà? Tôi tớ của Chúa đặt một cái câu hỏi này để đánh thức cho bà biết. Bà bế tắc ở trong suy nghĩ của bà. Bà nói tôi không còn cái gì hết. Tớ gái ông chẳng còn gì ở trong nhà, trừ một bình dầu nhỏ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể nói một cái hũ dầu ô liu nhỏ thì có ích gì. Chúng ta đi ý một chút để chúng ta thấy rằng dầu ô liu thực sự rất là quý giá trong thời đó. Nó được dùng để nấu ăn nè, nó được dùng để thắp đèn nè, nó có thể được dùng để làm kem dưỡng ấm nè, nó có thể được sử dụng để giữ cho da của mình mềm nè, để sử dụng để giữ cho những cái dụng cụ trong nhà của mình, những đồ sắt không bị rỉ sét nè. Nó có thể được dùng để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Người ta dâng cho Chúa những cái lượng dầu. Và đặc biệt là nó được sử dụng để xức dầu cho những người chuẩn bị lên ngôi làm vua, và những người sắp sửa được trao cho một cái công tác đặc biệt, được xức dầu, thì người ta dùng dầu ô liu để người ta làm công việc đó. Nó rất là có giá trị. Nhưng mà nan đề của bà tại đây là bà chỉ có một ít. Cảm ơn Chúa. Chỗ này chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng ta thờ phượng và phục vụ của Đức Chúa Trời có thể làm rất là nhiều việc với số ít. Amen nhỏ quá, chắc quý vị chưa kinh nghiệm điều này. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là đấng chuyên môn để làm những chuyện rất là nhiều với cái sự bắt đầu rất là ít. Nên cái bánh và hai con cá.
ngày người chỉ 5 cái bánh và 2 con cá này nó có thấm vào đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài có thể đưa tay quyền năng của Ngài ở trên vận hành, ở trên 5 cái bánh và 2 con cá đó, để có thể cho 5.000 người đàn ông ăn, mà chưa kể đàn bà con nít. Và mọi người ăn no nê rồi đó. Thì Chúa Giê-xu bảo các môn đệ của Chúa hãy lượm những mẫu thừa lại. Họ lượm nó quá ra sau khi không biết là 5.000, 10.000 hay là 15.000 theo như người ta phỏng đoán. Tại lời của Chúa nói rất là rõ, chỉ có đến 5.000 người đàn ông mà thôi, chưa kể đàn bà với con nít. Tất cả mọi người từ 5 cái bánh và 2 con cá ăn mà no nê rồi đó. Mà nhớ là từ sáng đến chiều họ chưa có ăn cái gì, cho nên đói lắm, người nào chắc cũng là ăn gấp bội ấy. Ăn mà Kinh Thánh nói là no nê đó. Mà khi các môn đồ của Chúa lượm những mẫu thừa đầy 12 giỏ đầy, có phải Đức Chúa Trời chúng ta là đấng có thể làm những việc lớn, những việc vĩ đại với số ít không? Amen anh chị em. Chúng ta kinh nghiệm điều này trong đời sống của chúng ta. Tôi cá nhân tôi kinh nghiệm điều này một cách rất là thường xuyên trong đời sống của mình. Một trong những điều mà tôi tạ ơn Chúa là cảm ơn Chúa vì Ngài nhân bội những cái điều mà Chúa Ngài cho con có. Chúng ta biết ơn Chúa vì chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời chuyên làm nhiều việc trở nên số nhiều với số ít. Xin Chúa ban phước trên chúng ta để chúng ta nhớ điều này. Khi chúng ta đối diện với cái nhu cầu, khi chúng ta đối diện với những thách thức trong đời sống của chúng ta nhìn lại cái gì mình đang có. Và tôi cam đoan với anh chị em, khi chúng ta thật sự để Chúa chỉ ra cho chúng ta và chúng ta bắt đầu làm việc với những gì mình đang có trong tay, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước trên chúng ta một cách lớn lao. Chúng ta nhớ ông Mô-sê không? Chúng Mô-sê như cái gì trong tay? Dạ thưa Chúa, con chỉ có cây gậy để chăn chiên á. Chúa bảo hãy ném cây gậy xuống đất. Ông ném cây gậy xuống đất, nó hóa thành con rắn. Chúa bảo nắm cái đuôi con rắn lên. Ông nắm lên trở thành cây gậy trở lại. Và chúng ta để ý đến đây, kể từ giây phút đó, người ta không gọi, Kinh Thánh không còn gọi cây gậy của Mô-sê nữa, mà được gọi là cây gậy của Đức Chúa Trời. Vì những gì chúng ta đang có trong tay mà chúng ta dâng cho Chúa, Đức Chúa Trời Ngài nhận nơi chúng ta, Ngài lấy quyền sở hữu, Ngài đổ quyền năng vào, rồi Ngài giao lại cho chúng ta để chúng ta quản lý. Thì lúc bây giờ những gì chúng ta dâng cho Chúa, nó sẽ trở nên đầy quyền năng, dư dật và sẵn sàng để có thể làm chuyện lớn. Amen. Cho nên dâng cho Chúa không phải là mất đâu. Nhưng mà khi Chúa Ngài nhận cái quyền pháp lý, Ngài nhận và Ngài nói rằng ngươi đã lấy của cải của mình để tôn vinh ta sẽ ban phước cho vừa lẫm của ngươi, không bao giờ thiếu mà nó đầy dư. Khi chúng ta dâng cho Chúa những gì chúng ta có, dạ thưa Chúa, con có nhiều tài năng, con chỉ có chừng này khả năng, dâng cho Chúa đi rồi Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc. Rồi chúng ta sẽ thấy những sự ban phước của Chúa một cách lớn lao khi chúng ta dâng cho Chúa những gì mình đang có trong tay. Chúa không cho tôi những cái gì tôi mong muốn, nhưng mà Chúa dạy tôi hãy sử dụng những gì tôi có. Đây là một cái kinh nghiệm trong cuộc đời hầu việc Chúa. Nhiều khi tôi xin Chúa những điều lớn, nhưng mà Chúa Ngài chỉ cho tôi biết cách để có thể sử dụng những gì Chúa Ngài ban cho, để rồi Chúa Ngài làm lớn rộng ra trong ơn của Chúa. Khi nói đến điều này tôi nhớ cụ Nhạc. Ngày kia, ông lúc bây giờ sau cái cơn tai biến, thì ông phải ngồi xa lăng. Để đến nhóm với Hội Thánh thì ông làm chứng với tôi một cái điều tôi rất là xúc động khi nghe điều này. Ông nói rằng chiều thứ bảy đó mục sư là tôi nhịn uống. Để khi tôi ngồi nhóm lại với Hội Thánh, tôi không cần phải đi tiểu nhiều. Nó gây phiền cho Hội Thánh và tôi kiêng ăn nhờ cậy Chúa. Ông đến với tôi và ông nói rằng tôi có một cái mạng lưới của anh em cầu nguyện cho công việc Chúa, cho người Việt Nam của mình ở nhiều nơi trên thế giới. Và tôi muốn giới thiệu cho họ cái phước hạnh mà tôi được hưởng tại đây, được ở trong Hội Thánh và nghe những sứ điệp đầy ơn mà Chúa Ngài ban cho mục sư, cho tôi được bắt đầu một cái công việc như thế này. Ông nói rằng tôi sẽ dâng cho Hội Thánh một cái máy sao chép những cái băng cassette, và dâng một cái số vốn đó là 300 cái cuốn cassette để Hội Thánh có thể sử dụng trong công việc này, sao chép bài giảng mục sư và gửi đi nhiều nơi. Và cảm ơn Chúa, trong cái hạt giống của ông đó, ông gieo những gì ông có đó, ông lấy cái tiền già của mình, ông mua một cái máy chép, sao chép băng cassette và một số băng đầu tiên đó. Mà Hội Thánh của chúng ta có cái mục vụ media, và cho đến ngày hôm nay, ngay giây phút này, hiện tại đang có nhiều người được phước qua cái mục vụ này. Cái cao điểm của chúng ta đến một cái lúc là chúng ta gửi ra hàng tuần 500 cuốn cassette như vậy. Anh em của chúng ta khắp nơi, họ nhận được những phước hạnh từ nơi Chúa, rồi họ giới thiệu cho người khác, thì cái danh sách của những người muốn đón nhận những băng cassette này cứ lên cao mỗi ngày.
Cái cao điểm của chúng ta là trung bình là 500 cái cassette như vậy được gửi ra. Có người làm chứng lại với tôi một xưa ấy. Ngày thứ tư đó là tôi đứng ngay cái thùng thơ đó để tôi chờ ông đưa thơ ông đến. Vì Hội Thánh gửi vào ở trong ngày thứ hai thì thứ tư họ nhận được. Tôi xách bè, tôi xé cái túi của nó ra rồi tôi vừa bỏ vào trong máy liền để nghe, bởi vì chúng tôi đói khát lời của Chúa ở ngoài này. Cảm ơn Chúa. Mỗi lúc một lên cao như vậy. Thì lúc bây giờ có một cái lời đề nghị với tôi: ông mục sư, chúng ta nên tính tiền những cái băng cassette này, rồi sau đó là những cái CD, những cái DVD, ném những cái bài giảng ở trong dạng MP3 của chúng ta. Và đối với họ, nói rằng cái này là chuyện thực tế. Mục sư nhận cái tiền đó vô, mục sư mua thêm băng cassette, trang bị thêm máy móc để mình có thể làm lớn rộng hơn công việc. Nhưng mà tôi cảm nhận Chúa Ngài hướng dẫn cho một công việc ngay từ đầu. Đó là tất cả những gì Chúa Ngài ban cho chúng ta tới đây, chúng ta muốn chia sẻ cho anh em chúng ta ở khắp mọi nơi miễn phí. Mục sư dở quá, mục sư phải tính cái bài giảng nó bao nhiêu tiền đi, để mình có thể có thêm chi phí, để mình có thể mua thêm băng cassette, để mình có thể trả tiền tem vân vân mình gửi ra. Không. Nhận được địa chỉ là chúng ta gửi đến. Đó là điều tuyệt vời anh chị em, không bao giờ một vụ đó thiếu tiền. Và Chúa Ngài còn ban phước qua cái một vụ đó. Tôi nhớ đến một giây phút có những người chống đối ở trong Hội Thánh chức vụ của tôi. Họ tuyên bố rằng chúng ta sẽ không dân tiền để ông Khánh ông coi ông còn dám giảng những điều đó hay không. Thần linh Chúa giấy những người ở xa nhận được phước hạnh qua các bài giảng, họ gửi tiền vào dân hiến. Làm cho những người muốn gây khó cho công việc Hội Thánh của Chúa phải im miệng, bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ để cho bạn thắng được Ngài ở trong công việc bạn cho đâu. Đừng làm khó Đức Chúa Trời, bởi vì sự sống và tương lai của bạn, đời này và đời sau, nằm ở trong tay của Ngài. Chúa Ngài ban phước. Một vụ này đem lại nhiều phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng ta có những anh em họ tình nguyện làm trạm để có thể tải thêm ra xa cho chúng ta. Ở tại Úc Châu có một con trai của một mục sư nhận cái đĩa gốc của chúng ta rồi sao chép ra gửi ra thêm nữa. Rồi ở tại Việt Nam của chúng ta cũng có rất là nhiều người làm công việc đó. Tôi nhớ khi tôi về Việt Nam chính thức lần đầu tiên thì các mục sư giới thiệu, không giới thiệu tên, mà giới thiệu như thế này: cái vị mục sư mà chúng ta rất quen về giọng giảng của ông đó, nghe tiếng của ông đó, ông đang có mặt với chúng ta ở tại đây trong buổi tối hôm nay hay là trong ngày hôm nay, để chúng ta biết mức độ và Chúa Ngài mở rộng như vậy. Cảm ơn Chúa. Có một mục sư đi theo các con của mình từng lao động ở tại Malai, bây giờ về ở trong những cái buôn làng của những người sắc tộc. Ông rằng tôi đi xe đò bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi lên xe gắn máy, họ chở tôi thêm 5-6 tiếng đồng hồ nữa. Tôi vào một cái nơi rất là xa, mà khi vào tới cái bìa làng, tôi nghe mục sư giảng ầm ầm ở trong đó, tôi nói: ô, phước hạnh quá, mục sư Khánh tới đây trước mình rồi. Rồi tới nơi mới biết là các em đã mang những cái đĩa bài giảng này từ công trường Malai về và mở lên cho cả làng của mình nghe. Cảm ơn Chúa. Một ít ở trong tay của Chúa, Đức Chúa Trời có thể làm cho nó được lớn lên. Amen anh chị em. Đó là phước hạnh mà tôi thách thức anh chị em chúng ta hãy tiếp tục ở trong đời sống của mình. Đừng có một cái thái độ khước từ: ô, tôi không có khả năng để làm việc trước công chúng, không làm việc được trước công chúng, làm việc trong hậu trường. Thật ra Hội Thánh của Chúa rất cần những người làm việc ở phía sau hậu trường, vì ai cũng chen chân muốn mặt nổi hết. Tôi không có chỗ nào để hầu việc Chúa ở trong Hội Thánh. Thật ra Hội Thánh có rất là nhiều chỗ để chúng ta có thể hầu việc Chúa dự phần vào, chỉ có là số chỗ mà trước mặt mọi người đó nó ít. Có rất là nhiều việc. Có những người muốn đứng ở trên này để hướng dẫn hát, nhưng mà cái việc thức dậy sớm ở trong tuần phải tập được để có thể dự phần với ban hướng dẫn người khen. Ôi, tôi không có thời giờ. Anh chị em có biết 7 giờ những người này họ đã rời nhà đến đây để tập dượt, để hầu việc Chúa, ca hát người khen Chúa và giúp đỡ chúng ta thờ phượng. Rất là nhiều người bằng lòng làm việc ở hậu trường, làm những công việc mà chúng ta thấy rằng không có nổi bật, nhưng mà Chúa Ngài ban phước và chúng ta có thể được phước của Chúa qua đời sống của những người bằng lòng làm việc ở phía sau hậu trường. Ô, tôi không có lương cao
với 6 con số trong số lương của tôi. Nhưng nếu anh có thể ở nhà 6 đêm trong tuần với con cái và gia đình, đó là phước hạnh. Nó còn lớn hơn mình làm cả 100.000 một năm. Vì thì giờ mà mình có với gia đình nuôi dưỡng con cái của mình là những thời giờ không thể thiếu, nhưng mà không bao giờ là lãng phí. Vì con cái của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp rồi, đến lúc Đức Chúa Trời sẽ trả công cho chúng ta. Tôi không có nhiều tiền cho nên không có thể cưới vợ được. Vì tôi không có thể cung phụng cho người vợ của tôi những cái thứ đắt tiền. Nếu như vậy, đừng tập trung vào những người đó. Hãy tập trung vào tìm một người vợ yêu mến Chúa. Rồi anh hãy yêu thương nàng với tình yêu như Đấng Christ là yêu Hội Thánh. Tôi cam đoan với anh rằng anh sẽ là một người đàn ông hạnh phúc nhất ở trên trần gian này. Amen. Thì mình đi tìm một cái người gọi là người vợ high maintenance. Tức là người Mỹ họ nói cái câu đó, mình biết nói tiếng Việt là sao hả? Là một cái người mà phải tốn kém nhiều lắm mới có thể bảo trì được. Bởi vì nàng đòi hỏi nhiều thứ. Thì như vậy chúng ta sẽ gặp khó khăn. Mà nếu mà nàng không phải là người tin kính Chúa đó, thì có thể anh phải ở trên nóc nhà thường hơn là ở dưới, ở trong nhà của mình. Vì thà ở trên mái nhà còn hơn ở trong nhà của một người đàn bà hay tranh cạnh, phải không? Yêu mến Chúa, tin kính Chúa là tiêu chuẩn chúng ta cần tìm. Amen. Yeah, cho nên các thanh niên nam nghe cho kỹ và để ý đến những điều này. Ngừng chờ đợi những gì chúng ta muốn. Hãy bắt đầu làm việc với những gì chúng ta có. Dâng cho Chúa những gì bạn có và tin cậy Ngài chu cấp cho bạn những gì bạn cần. Đó là điểm kế tiếp mà tôi xin gửi đến cho anh chị em. Các vua thứ nhì chương 4 câu 3 cho đến câu số 7. Ông bảo, hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng. Đừng mượn ít. Khi trở về, bà và các con hãy vào nhà, đóng cửa lại, rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó, bình nào đầy để riêng ra. Bà tù giả nhà tiên tri. Sau đó bà và các con của mình vào nhà đóng cửa lại, chúng đem bình đến để bà rót dầu vào. Khi các bình đều đầy dầu, bà bảo con đem cho mẹ một cái bình nữa, nhưng nó đáp không còn bình nào nữa cả. Dầu liền ngừng lại. Bây giờ bà đến trình cho người của Đức Chúa Trời. Ông nói hãy đem bán mà trả nợ, và bà và các con sẽ xin sống số dầu còn lại. Đây là một cái sự tiếp trợ tuyệt vời của Chúa đó. Nợ được giải quyết mà còn dư ra để sống những ngày còn lại của mình. Cảm ơn Chúa. Chừng nào còn có một cái bình trống, Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy nó. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài luôn tìm kiếm những cái bình trống. Và Ngài sẽ đổ đầy nó. Bình là hình ảnh của chúng ta. Dầu là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Cái bình nào mà nó trống thì Đức Chúa Trời sẽ rót Thánh Linh vào một cách đầy dẫy. Nhưng cái bình nào mà nó còn đầy xác thịt, nó còn đầy những cái kiêu ngạo, nó còn đầy những cái của xác thịt đó, chúng đông đầy được. Cho nên chị em yêu dấu của tôi, Đức Chúa Trời có thể sử dụng và đông đầy những cái bình trở nên trống không. Hãy giải quyết và lấy ra khỏi đời sống của chúng ta những thứ của xác thịt. Vì chúng ta đầy dẫy cuộc đời chúng ta, đầy dẫy cái xác thịt của chúng ta, không có chỗ cho Đức Thánh Linh làm việc. Và Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ phí tài nguyên của Ngài đổ dầu của Đức Thánh Linh vào trong cái chỗ mà Ngài phải chen chân với chúng ta. Làm sạch cái bình của chúng ta. Những cái chiếc bình rỗng, không, màu sắc không thành vấn đề, hình dáng không thành vấn đề, kích thước không thành vấn đề, thì chúng ta nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời. Ngài sẵn sàng làm. Có thể là cái bình plastic chứa sữa của chúng ta đó, có thể là một cái hũ mật ong mà chúng ta đã xài hết đó, có thể là một cái lon cà phê mà chúng ta có đó, trong nhà đó, nó có thể là cái hũ đựng bơ trong nhà của chúng ta. Cái gì mà nó trống đó thì bà và hai con trai của mình mượn đem về nhà. Và khi bà vâng lời một cái sự hướng dẫn, chúng ta thấy những người lý trí xúc phạm lắm. Tôi còn có một ít dầu,
Mà giờ đem phí đổ vô trong những cái đó, nó tráng miệng không đó thì là nó cũng hết cái dầu của tôi. Nhưng mà bà vâng lời, khi bà đóng cửa lại, bảo các con của mình đem cái bình đầu tiên đến, bà rót, dầu bắt đầu tuôn ra, đổ ra, đầy cái bình đó. Đem cái bình khác, cứ tiếp tục đổ, đổ cho đến chừng trong nhà không còn có cái bình nào trống nữa, dầu lập tức dừng lại. Khi nào mà chúng ta không còn trống ở trong đời sống của chúng ta cho Chúa nữa đó, thì dầu của Ngài sẽ dừng lại trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do mà sứ điệp tôi nói đến, chúng ta phải tìm lại cho bằng được cái nét sắc bén của mình. Khi chúng ta mất tình yêu ban đầu, chúng ta đã lãng quên cái thời giờ riêng tư với Chúa, chúng ta đã bỏ qua cái thời giờ dâng cho Chúa giờ đầu tiên của Ngài, dâng cho Chúa ngày đầu tiên của tuần, dâng cho Chúa cái phần đầu tiên của 10 phần tài chánh của chúng ta đó, chúng ta sẽ mất cái nét sắc bén và hiệu quả của chúng ta. Khi nào bình của chúng ta đầy những thứ khác, dầu sẽ dừng lại. Hãy dành chỗ cho Chúa. Quân dô suy nghĩ chương 4 câu số 7 đấy. Nhưng chúng tôi đừng báo vật này ở trong bình đất. Cảm ơn Chúa khi chúng ta nhận biết Đức Thánh Linh, sự sức giàu quyền năng của Chúa là báo vật cho chúng ta. Mặc dù chúng ta đang là một cái bình đất bất toàn, nhưng khi chúng ta sẵn lòng mà chúng ta cởi bỏ hết, đem ra khỏi đời sống chúng ta những thứ làm cho cái bình của chúng ta nó đầy đó, thì Chúa Ngài sẽ rót vào. Hãy loại bỏ khỏi bản thân của chúng ta những gì không quan trọng, thì Chúa sẽ lấp đầy chúng ta bằng những điều quan trọng. Amen anh chị em. Dành thời giờ xét lại, trong những ngày qua mình có thêm những cái thứ không quan trọng ở trong cuộc đời của mình không? Chắc chắn có. Phước hạnh của Chúa Ngài ban cho chúng ta, Chúa muốn và Đức Chúa Trời rất vui để các tôi tớ của Ngài được phước. Nhưng mà đừng để những cái phước đó chiếm chỗ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, mà nó trở nên hình tượng trong đời sống của chúng ta. Hình tượng là bất cứ những gì nó đứng ở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Hãy làm sạch những cái mình nhờ cậy vào con người xác thịt của mình, để Chúa có thể đông đầy chúng ta. Trong những ngày tập tành bước đi với Chúa, trong chức vụ hầu việc Chúa, đây là điều mà tôi khám phá để khích lệ anh chị em. Khi tôi nhận biết mình yếu đuối, thì Ngài thật sự là sức mạnh của tôi. Khi nào tôi nghĩ rằng mình ok, mà bây giờ mình đã đến một cái mức độ là sắp đắc đạo rồi đó, thì quyền năng của Chúa không mạnh mẽ nữa. Bởi vì quá nhiều cái của chúng ta, cho nên không có gì của Đức Chúa Trời. Khi tôi bước qua những cái ngày hết sức là tối tăm trong chức vụ và cuộc sống hầu việc Chúa, thì Chúa Ngài đã chứng minh Ngài là ánh sáng của tôi. Tôi từng chia sẻ với anh chị em cái phước hạnh mà Hội Thánh của chúng ta từ năm 1987 là Hội Thánh Việt Nam đầu tiên ở trên nước Mỹ này đã có chương trình trên TV Làn Sóng của Người Hoa Kỳ để giảng lời của Chúa. Mọi việc đang việc tốt, cả cái cộng đồng của những người, cái giáo xứ của các thánh tự đạo, họ gặp gỡ, họ nói chuyện, và có người đến báo với tôi: tụi em rất là thích bài giảng của mục sư. Mà khi đến nói với cha rằng mục sư Khánh giảng phúc âm của Chúa tốt lắm, thì vị linh mục đã trả lời như thế này: mục sư Huỳnh Quốc Khánh giảng phúc âm rất tốt, chỉ có là thiếu bí tích cho nên nghe ông giảng không được cứu. Họ bị đe dọa bởi như vậy. Nhưng mà rồi thì có một mục sư Việt Nam khác đi ra nói vào với cái đài truyền hình như thế nào đó. Thì một buổi chiều họ gọi tôi đến rằng chúng tôi nghe người ta báo cáo cho biết là ông giảng mà ông không bao giờ kêu gọi người ta tin Chúa. Tôi nói không, bài giảng nào cũng gọi người ta tin Chúa, chúng tôi tin rằng đây là chương trình truyền giảng mà. Nói không, tôi nghe là ông giảng mà ông không có cầu nguyện cho người ta tin Chúa. Ngày thứ hai là có một người có ơn hơn ông, cho nên bây giờ là chúng tôi sẽ cắt cái chương trình của ông mà giao cho cái người đó. Em nhầm, tôi lảo đảo đi ra khỏi cái văn phòng đó. Về tới nhà tôi sắp mặt xuống dưới đất và tôi khóc với Chúa nhiều giờ đồng hồ. Chúa ơi, việc nó đang phát triển, mọi việc nó đang tốt đẹp, tại sao con bị tỉa sữa ở trong cái chỗ này? Và chính nó trong những giây phút đó, trong sự cầu nguyện, thì Chúa Ngài đẩy tôi vào trong cái chỗ. Tôi chạy ra ngoài công viên, tôi la hét với Đức Chúa Trời và tôi rằng: Chúa ơi, con khao khát quyền năng và sự sức giàu của Ngài. Vậy Chúa là câu trả lời cho con và không ai có thể ngăn cản công việc của Chúa được. Tìm kiếm sự phục hưng một cách hết lòng, Chúa ban phước. Đây không phải chỉ giảng cho thành phố của chúng ta tại đây mà thôi, mà Chúa Ngài mở đường để chúng ta có lời của Chúa ở khắp nơi trên thế giới. Chúa Ngài ban phước đến mức độ
khi nhắc đến người chị em này, tôi nhớ luôn. Bà lấy cái tiền già của mình mua giờ của đài truyền hình ở tại Washington để chiếu bài giảng của chúng ta cho người ở tại Washington xem. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, Đức Chúa Trời vẫn còn đang tìm những cái bình trống. Và khi Ngài thấy được, Ngài sẽ đông đầy nó. Hãy làm việc với những gì chúng ta có. Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần. Amen. Ước mơ của tôi, sau những giờ cầu nguyện với Chúa, và tôi nói với Chúa, Chúa muốn xây dựng bao nhiêu hội thánh mới. Tôi cảm nhận Chúa rằng ta muốn có 100.000 hội thánh mới với vòng người Việt Nam, để 100 triệu người Việt Nam cứ mỗi 1.000 người có thể tiếp xúc với một hội thánh, để họ có thể đi bộ đến nhà thờ để tìm hiểu về đạo của Chúa. Thì tôi nói với Chúa, lại Chúa, xin đấng đầy nó, con sẽ xây dựng. Tiếp tay với tôi cầu nguyện để Chúa nhà sẽ đông đầy nó. Có thể Chúa Ngài sử dụng anh chị em, Ngài sử dụng ai đó đang nghe sứ điệp này, để quý vị sẽ giữ phần vào, hầu cho công việc của Chúa sẽ được mở rộng. Việt Nam phải được cứu. Việt Nam phải được cứu. Amen anh chị em. Người Việt ở hải ngoại cũng như tại quê nhà, tất cả đều có cơ hội tiếp xúc với tin lành cứu rỗi của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tất cả mọi người đều có thể được giúp đỡ. Thì tất cả con cái của Chúa chọn sống với thái độ, khi chúng ta nghe nhu cầu, khi chúng ta tiếp xúc với một người, tôi có thể giúp đỡ được bạn điều gì? Có bao nhiêu người trong chúng ta tại đây chọn sống thái độ đó? Tôi có thể giúp đỡ được bạn điều gì? Và dĩ nhiên có những vấn đề chúng ta không có khả năng để giúp đỡ trực tiếp, mà chúng ta có thể làm cầu nối với quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời, với nguồn tài nguyên không bao giờ cạn kiệt. Quyền năng đó, sự giàu có đó, sự phong phú đó có thể đáp ứng nhu cầu của những người mà chúng ta sẵn lòng giúp đỡ. Nếu không giúp đỡ được cho họ trực tiếp, chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng lời của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Amen anh chị em. Để rồi chính chúng ta được phước. Những sự khó khăn chúng ta gặp phải ở trong đời sống của chúng ta đó, đa số nó là do cái sự ích kỷ và tội lỗi, của sự ích kỷ trong đời sống của chúng ta. Vợ chồng sống không còn hạnh phúc nữa tại vì có ai đó đã trở nên ích kỷ. Ý của tôi là ý trời. Tôi phải là người được phục vụ. Vâng vâng vâng. Cuối cùng thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra. Vợ chồng thấy sống với nhau được vì hôn nhân là chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Vợ phải vâng phục chồng như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ. Thì mới sống hạnh phúc được. Vì ích kỷ, vì những cái điều của con người của chúng ta nó xác thịt quá đó, mà hôn nhân gặp sự khó khăn, mối liên hệ chúng ta gặp sự khó khăn, cuộc đời của chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta tự cúp điện, không còn để cho quyền năng của Chúa chạy vào trong đời sống của chúng ta nữa khi chúng ta tách rời Ngài. Nên xin Chúa Ngài ban phước tại ngay trong thời giờ này. Anh chị em là những người qua sứ điệp này, chúng ta muốn bước ra khỏi những sự khó khăn của mình, chúng ta muốn làm nguồn phước, chúng ta muốn trở nên những người mà chúng ta có thể nói với tất cả những người mà chúng ta biết họ có nhu cầu, lại Chúa, xin giúp đỡ cho con muốn làm đại diện của nước Đức Chúa Trời, con muốn làm nguồn phước, xin ban ơn trên con để con có thể làm nguồn phước. Tôi có thể giúp đỡ bạn điều gì? Thế nào tôi có thể giúp đỡ cho bạn? Lắng nghe nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó bằng quyền năng của Chúa, bằng những gì chúng ta có. Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Mình nhớ rằng ở trong Chúa, ban cho là có phước hơn là nhận lãnh. Amen. Cảm ơn Chúa. Có bao nhiêu người tới đây thật sự khao khát và muốn nói ở trước mặt Chúa rằng con muốn làm một cái bình trống không, xin Chúa Ngài rót đầy. Lạy Chúa, con muốn làm nguồn phước để sống với thái độ, tôi có thể giúp đỡ bạn điều gì? Tôi mời các anh chị em đó đứng lên tại chỗ của mình và chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Nói với Chúa đi anh chị em. Tôi sẽ kết thúc bằng việc cầu nguyện cho hội thánh của Chúa chung. Nhưng mà đây là quyết định của anh chị em. Đừng để 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng mình đã không làm, không bắt đầu với những gì mình đang có.
mà cứ đòi hỏi và chờ đợi Chúa ban cho mình những điều mà mình mong mỏi. Bắt đầu đi anh chị em, mình đang có cái gì trong tay? Là để Chúa nghe ban phước. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Một câu chuyện để khích lệ chúng ta, một hội thánh có nhiều thanh niên hơn là người lớn. Nhưng tài chánh thanh niên thì không có tiền nhiều để dâng hiến. Nhưng tài chánh của hội thánh rất là giới hạn. Nhưng mà hội thánh này có những thanh niên rất giỏi về máy vi tính, và họ đã dâng cho Đức Chúa Trời. Chúa ngài đã khiến cho hội thánh này, họ đã viết được rất là nhiều những cái nhu liệu và trở nên nguồn phước cho hội thánh của Chúa chung trên cả thế giới. Cảm ơn Chúa. Một trong những nhu liệu họ viết đó là YouVersion, cái bản kinh thánh ở trên điện thoại của chúng ta đó. Và ngày hôm nay họ đã phổ biến trên 800 triệu cuốn kinh thánh. Từ một nhóm của những người thanh niên không có nhiều tiền, nhưng mà họ có những điều ở trong tay, họ dâng cho Đức Chúa Trời. Cha Dâu xin nhìn thấy và giúp đỡ chúng con thấy những gì chúng con đang có trong tay. Những người lớn tuổi, quý vị có được thì giờ để cầu thai. Hãy dâng cho Chúa. Hãy dâng cho Chúa. Thì chức vụ của quý vị trong tuổi già có thể lay động cánh tay của Đức Chúa Trời, và nhiều người sẽ được nâng đỡ bởi chức vụ cầu thai của quý vị. Hãy Chúa còn cầu nguyện cho những người lớn tuổi không ngồi tuổi thân, mình không làm gì được. Xin cho cuộc đời của họ, thì giờ của họ, sau này thì giờ cầu thai một cách hiệu quả, đón chặn công việc của kẻ ác, thay đổi tình hình bởi sự cầu thai của mình. Tại công việc của Chúa được vững tiến trong ơn của Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Cầu nguyện cho các anh chị em của chúng con, những người có những khả năng khác nhau, dù trong ánh mắt của chúng con nó chỉ là một hũ dầu nhỏ, nhưng Đức Chúa Trời ơi, chúng con nhân ở trong tay của Ngài. Xin Chúa Ngài đón nhận và khiến nó trở nên một nguồn chu cấp không giới hạn cho đến chừng không còn có chỗ chứa nữa. Chúng con ngợi khen Ngài. Ban phước Chúa Dòng, làm ơn để tất cả chúng con có thể sống một cách rộng theo nguyên tắc của nước trời, để cuộc đời của chúng con được phước và chúng con làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con tạ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mỗi chúng con ở trong tay của Chúa một cách tươi mới. Xin sử dụng chúng con theo ý muốn của Ngài. Chúng con tiếp nhận sự tiếp trợ lạ lùng của Chúa ở trong thời giờ này và trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa, hãy đi ra và tìm những người có nhu cầu những cái bình trống, rót vào bằng những gì Chúa cho chúng ta có được và sự cầu nguyện của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ thấy công việc của Đức Chúa Trời được mở rộng, chúng ta được phước ở trong ơn của Ngài. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của Hội Thánh. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.